Vâng, xin chào các bạn. Chúng tôi đang giáo diết chuẩn bị cho số lượng sáo để ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu khai trương cửa hàng sáo trúc ở Vita tại Quán Toan. Thì các bạn yêu âm nhạc, yêu Vita, yêu sáo, các bạn ngày mai có thể đến tham dự tại cổng Bắc của chợ Quán Toan nhé. Thì các bạn đến đấy có thể liên hệ với mình. Bây giờ sáo mình đã chuẩn bị tương đối rồi, Vita thì mình cũng đã chuẩn bị qua đây. Các bạn nào ở khu vực gần Quán Toan hoặc khu vực ở Hải Dương vẫn có thể sang bên đó được, thì cũng không xa lắm. Thì những bạn ở khu vực trục đường 5 của Hải Dương có thể vào khu vực Quán Toan, Hải Phòng có thể đến cổng Bắc của chợ Quán Toan. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.